Kính thưa quý vị khán giả của đài SBTN, chúng tôi là Hà Văn Tải thuộc SBTN Boston. Kính thưa quý vị, hôm nay có buổi bàn đàm về Hội Thủ Đức tại Massachusetts. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trong cái studio này muốn mời quý vị, các niên trưởng, các huynh trưởng, các quý vị thân hữu của tất cả các Hội Thủ Đức tại Úc Châu, tại Âu Châu cũng như là tại nước Mỹ và Canada, các nơi quý vị sẽ bỏ chút thời giờ để về tham dự cùng với Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Tiền bỉ Thủ Đức nhân ngày chào mừng 11 năm thành lập, cũng như là chúng tôi kỷ niệm vào ngày 19 tháng 6 là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đồng thời trong cái buổi tiệc này, chúng tôi muốn gây một cái quỹ để giúp đỡ cho anh em thương binh hiện đang còn lại sống đau khổ ở quê nhà. Thì kính thưa quý vị, trong cái buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu quý vị. Bên cạnh tôi là anh Nguyễn Văn Hội, là Hội trưởng Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Tiền bỉ Thủ Đức. Và kế anh Hội, chúng tôi giới thiệu là anh Trần Mỹ Quang, là Hội phó Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Tiền bỉ Thủ Đức. Và bên cạnh, người mặc bộ đồ lính dù là anh Lê Biên, là trưởng ban giám sát của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức. Và riêng bản thân tôi thì lâu nay là trong ban cố vấn của hội. Xin được kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Xin các quý anh gửi lời chào đến từng quý anh, gửi lời chào đến các quý vị khán giả của đài SBTN. Tôi Nguyễn Văn Hội, Hội trưởng Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Tiền bỉ Thủ Đức, kính chào tất cả quý vị niên huynh trưởng, quý vị đồng môn, tất cả quan khách của đài SBTN. Tôi Trần Mỹ Quang, là Hội phó Nội vụ Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Tiền bỉ Thủ Đức Massachusetts, xin gửi lời thân ái chào đến tất cả các niên huynh trưởng cùng tất cả khán giả của đài SBTN. Tôi là Lê Biên, giữ chức vụ trưởng ban giám sát của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Tiền bỉ Thủ Đức. Chúng tôi xin gửi lời thân thương đến quý niên huynh trưởng và các khán giả của đài SBTN. Dạ, kính thưa quý vị, niên trưởng, huynh trưởng, các quý đồng môn, thân hữu cũng như quý vị phu nhân và tất cả các quý vị trong đại gia đình Thủ Đức của chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi sẽ mời anh hội trưởng, anh hội phó cũng như anh giám sát để lần lượt nói về chương trình của ngày chúng ta sẽ hội ngộ. Thì xin anh hội cho biết là qua cái chương trình đó thì như thế nào và ngày nào và chúng ta bắt đầu tổ chức. Kính thưa quý vị, niên huynh trưởng và các bạn đồng môn cùng quý quan khách, xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đến tham dự cái ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Thương Phế Binh và 11 năm thành lập Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Tiền bỉ Thủ Đức Massachusetts. Chương trình sẽ gồm có 3 ngày. Ngày thứ nhất là ngày tiền hội ngộ. Chúng tôi sẽ đưa đón tất cả quý vị quan khách xa. Có thể chúng tôi sẽ làm một buổi tưởng niệm ngày đầu tiên. Và ngày thứ hai là ngày chính thức. Tức là hôm đó là có tiệc trà thân mật, tiệc trà văn nghệ, tiệc dạ tiệc văn nghệ và dạ vũ. Trong dạ tiệc văn nghệ và dạ vũ thì tất cả những cái số tiền còn lại chúng tôi sẽ yểm trợ cho Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Ngày đó là ngày thứ bảy 15 tháng 6. Có thể 8 giờ sáng chúng ta sẽ tập trung ăn sáng buổi đó để chào mừng tất cả quý vị. Và buổi chiều 6 giờ chúng ta sẽ tập trung tại Sinopark, Quincy. 6 giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Và cuối cùng ngày thứ 3, chúng ta sẽ là ngày quý vị nếu ở xa muốn đi tour, Boston tour, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị Boston tour. Hoặc nếu như quý vị muốn đi lâu hơn thì chúng tôi biết. Cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe chúng tôi trình bày chương trình hôm nay. Cảm ơn. Rồi, kính thưa quý vị, tức là ngày chính thức mà chúng ta tổ chức á, là ngày thứ bảy, ngày 15 tháng 6 tới đây, tức là còn khoảng 2 tháng nữa. Thì xin anh Quang cho biết là cái ngày chính thức của chúng ta, cái đêm mà dạ tiệc, dạ vũ chào mừng ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là gây quỹ viện trợ thương binh, cũng như là ngày mà chúng ta sẽ chào mừng Hội Thủ Đức tại Massachusetts đã thành lập được 11 năm, thì xin anh Quang cho biết cái nội dung, cái ngày hôm đó là chúng ta gồm có những gì, về ca sĩ như thế nào?
Tôi xin nhắc lại là vào lúc 6 giờ chiều ngày 15 tháng 6 năm 2013 thì Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trự bị Thủ Đức ở Boston sẽ chính thức tổ chức bữa dạ tiệc dạ vũ vinh lệ tại nhà hàng Jennifer số 237 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chương trình ngày hôm đó thì chúng tôi có mời hai ca sĩ của Asia từ Cali sang, đó là ca sĩ Đăng Nguyên và nữ ca sĩ Y Phương, sorry. Cùng với tất cả ca sĩ địa phương như là Thiện Kháng, Công Luận, Tuấn Hiếu, Phương Oanh, Đăng Khôi, Bửu Thanh, Ngập Diễm và Hoàng Thông cùng với ban nhạc The Brother và hai MC Phương Chi và Chim Bảo Nghi. Chúng tôi rất mong muốn tất cả các niên huynh trưởng cùng các anh pha cũng như đồng hương đến tham dự để gây tình đoàn kết với hội chúng tôi, cùng góp một bàn tay để giúp đỡ thương phế binh tại quê nhà. Tôi rất hân hoan chào đón tất cả quý vị tham dự vào ngày hôm đó. Như vậy anh Quang, tức là nói rõ là chúng ta có tất cả là ba hạng vé. Giờ vé mà cho những người khách danh dự á, là VIP á, là 80 đồng. Một cái vé mà cho cái người hạng nhất á, kế bên ngồi kế với VIP là 70. Dạ. Và đồng hạng là 60 đô la. Dạ. Thì xin quý vị yểm trợ cho Hội Thủ Đức bằng cách mua cái vé đó. Thì cái vé đó chúng ta sẽ được bán đâu anh Hội biết không? Vé đó chúng ta sẽ bán ở ba chỗ. Thứ nhất là đài TNT ở Boston, Dorchester, số điện thoại 617-287-8436 và Thanh Hea Salon, Dorchester, 617-331-6300 và Phương Thảo Video ở Everett, 617-389-1135. Kính thưa quý vị, về vấn đề tiếp đón các phái đoàn ở xa đây thì chúng ta ngoài những cái niên trưởng, nguyên trưởng và các đầu buôn mà có đủ phương tiện khả năng, tức là chúng ta có thể lo ở khách sạn được, chúng ta có thể ăn ở và đi lại trong cái ngày mà hội nghị á, thì chúng tôi cũng dành một cái khoản đặc biệt cho những quý vị, nhất là quý vị niên trưởng đã lớn tuổi hoặc là quý vị huynh trưởng, cũng về chúng ta đều là lớn tuổi chơi rồi mà quý vị có những khó khăn về tài chính thì chúng tôi cũng rất mong được đón tiếp quý vị. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho quý vị ở nhà các cho nó thêm thân mật ở nhà các đồng môn mà chúng tôi đã dự trù, có một số anh em ở đây đã đồng ý rồi, sẽ đưa đón quý vị và tiếp đón quý vị trong những ngày ở đây và ăn ở trong nhà của tất cả các đồng môn của chúng ta, thì tạo sự thân mật và thân thương cho chúng ta nữa. Thì nếu quý vị có khó khăn, xin cho anh hội trưởng biết hoặc chúng tôi sẽ có số liên lạc sau này. Quý vị liên lạc với các quý vị đó và chúng ta sẽ được đưa đón đến nơi cẩn thận, tức là có quý vị huynh trưởng đã lớn tuổi hoặc có tài chính khó khăn. Thì giờ xin anh Biên cho biết là vấn đề đưa đón đó như thế nào, anh nói rõ là một chút cho những người ở xa có thể nghe họ biết. Dạ vâng, nếu như các cá nhân nào mà gặp khó khăn thì cần sự giúp đỡ của Hội Thủ Đức tại Boston thì chúng tôi sẽ lo chỗ ăn ở trong thời gian đến đây tham dự Đại hội Thủ Đức kỳ này. Dạ, kính thưa quý vị, để vấn đề tiếp đón cho quý vị được rõ ràng thì chúng tôi xin mời anh Lê Biên là trưởng ban giám sát, xin anh trình bày rõ vấn đề tiếp đón như thế nào đối với các sinh viên sĩ quan, các niên trưởng và những người có điều kiện và những người không có điều kiện. Để tiện việc tiếp đón các phái đoàn của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trự bị Thủ Đức và quan khách ở nơi xa đến tham dự đại hội kỳ này, nếu như các hội mà có đủ những điều kiện về và khả năng thì chúng tôi sẽ lo thuê mướn khách sạn
và những cá nhân nào mà gặp khó khăn cần sự giúp đỡ của Hội Thủ Đức Bối Tông thì chúng tôi sẽ lo nơi ăn cho chỗ ở ở các nhà tư nhân và bạn bè để giúp đỡ quý vị. Thì chúng tôi theo biết biết trong cuộc họp vừa qua đó thì ở trên lâu là anh Quang cũng lo cho một số các vị niên trưởng huynh trưởng khó khăn, thì xin Quang cho biết là anh có thể khả năng anh giúp đỡ được bao nhiêu người. Ngày hôm đó riêng cá nhân tôi thì không thể đến tại phi trường để đón tiếp các niên huynh trưởng được, nhưng tôi sẽ đón tiếp tại nhà của anh Hà Văn Tái về nhà tôi. Tôi sẽ có chỗ lo ăn ở cho được 8 người. Nếu những người nào, anh em nào mà cần đến sự giúp đỡ của tôi thì tôi sẽ lo cho 8 người ăn ở trong thời gian đại hội. Xin cảm ơn. Để cho tiện việc cho Hội Cựu Sinh Viên Quan từ bị Thủ Đức ở Boston để về sắp xếp, thì xin anh Hội cho biết rằng là các hội, các cá nhân mà muốn tham dự cái đại hội của mình thì xin liên lạc với ai và trước ngày nào để cho ban tổ chức tìm về sắp xếp. Kính thưa quý vị, nếu như quý vị ở xa, tất cả những cái đóng góp, những cái ghi danh thì phải gửi về trước ngày 15 tháng 5 năm 2013, và tất cả những chi phiếu sẽ gửi về ông Huỳnh Văn Hiệp, số 20 Nelson Street, Lin MA01905. Tất cả những cái giấy tờ này chúng tôi sẽ gửi đến tận tay quý vị. Cho nên và trong đó sẽ có tất cả những cái địa chỉ, những điện thoại mà quý vị sẽ liên lạc. Và đồng thời chúng tôi có xin nhắc lại lần nữa là trong thời dịp này chúng tôi sẽ phát hành một tờ đặc sang chào mừng 11 năm thành lập Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Nếu như quý vị đóng góp bài vở, xin về gửi về trước ngày mùng 1 tháng 5 để chúng tôi đúc kết. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, thì như vậy chúng ta cũng đã sơ qua về vấn đề mà tổ chức ngày 15 tháng 6 năm 2013. Ngày đó thì là kỷ niệm ngày quân lực, cũng như là ngày kỷ niệm cho thương phế binh, cũng như là ngày chào mừng 11 năm đã thành lập Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Thủ Đức. Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn thì chúng tôi sẽ gặp lại quý vị sau để chúng tôi nói rõ thêm chi tiết của những cái buổi đại hội này. Xin cảm ơn quý vị và xin được quý vị các anh gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài SBTN. Tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị, hy vọng sẽ gặp lại quý vị niên huynh trưởng và quan khách tại Boston ngày 15 tháng 6 năm 2013. Cảm ơn quý vị. Tôi cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý niên huynh trưởng và tất cả các khán thính giả của đài SBTN Boston. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn và kính chào quý niên huynh trưởng và các quan khách. Chúng tôi mong mỏi rằng kỳ đại hội này rất thành công để có thể chúng ta giúp đỡ thương phế binh tại Việt Nam đang sống một cuộc sống rất cơ cực. Xin kính chào.